Hi, xin chào các bạn, lại là Đam Mê Các Bạn đây. 2 tuần rồi thì mình mới ra cái video dài á. Chỉ tiêu của mình là mỗi 1 tuần thì sẽ ra một video dài, nhưng mà do 2 tuần rồi mình bị cảm á, nên là không thể nào nói được. Nên là bù đắp với các bạn, hôm nay cũng là một video mình thấy là cũng khá là hay ho. Đó là mình sẽ tổng hợp lại các loại ký sinh gây bệnh cho cá vàng, và mình sẽ chia sẻ với các bạn cái triệu chứng nè, rồi các tên các loại ký sinh trùng đó, và tất nhiên là những cái loại thuốc để mình trị các loại ký sinh trùng đó nữa. Chủ đề này thì nó hơi dài nên mình sẽ chia làm 2 phần. Phần 1 á, là mình sẽ nói về các loại ký sinh trùng, và phần 2 thì mình sẽ chia sẻ về các loại vi khuẩn gây bệnh cho cá vàng nha. Ok, let's go, mình sẽ vào nội dung chính của ngày hôm nay nha. Loại đầu tiên là cái loại quen thuộc nhất, đó là trùng mỏ neo. Nó có tên khoa học là như vậy. Vậy cái tên khoa học của nó thì hơi khó đọc một tí xíu, nhưng mình có thể biết tiếng Việt, nó là trùng mỏ neo. Cái loại trùng này á thì nó có thân hình dài dài, xong rồi á hả, nó sẽ có một cái chân chỉ ra làm 4 như thế này, rồi nó sẽ có 2 cái râu, và nó mỏng, nó dài khoảng chừng 5 đến 8 mm thôi, và nó sẽ xuyên qua bề mặt cơ thể của cá vàng luôn, và nó sẽ gây cho cá vàng suy yếu dần dần. Thì cái thuốc trị cái loại trùng mỏ neo này á, là hiện tại thì mình có thể dùng là mazoten nè, hoặc là cái thuốc refis. Cái thuốc refis này á mà là thuốc nhập từ Nhật luôn, và mình thấy là nó rất là nổi tiếng ở Nhật và rất là hay. Mà dạo này á thì mình thấy là ở Việt Nam mình cũng có bán cái loại thuốc này ở trên Shopee rồi, nên các bạn có thể đặt mua ha, hoặc là dimilin nè. Và còn một loại thuốc nữa, đó là loại thuốc của cá rồng, đó là thuốc số 0, trị rất là hiệu quả luôn, nên là các bạn có thể mang về để mà điều trị bằng những cái loại thuốc này thì có thể diệt được trùng mỏ neo. Cái loại thứ ba này á, thì hình như là nó có tên là rận biển hay sao á, nhưng mà để chắc ăn á, thì đây là cái tên khoa học của nó. Nó là một cái loại giáp xác, thì nó có hình dạng là một cái con côn trùng hình dĩa dài khoảng 3 đến 5 mm, và nó sẽ dính vào cơ thể của cá. Nó sẽ khiến cho cá rất khó chịu luôn. Đây là các bạn nhìn này, nó sẽ dính vào cơ thể của cá như thế này. Nên là các bạn mà thấy cái loại nào mà dính vào cơ thể cá vàng mà có hình dạng như thế này thì đây là cái loại là rận biển hoặc là Arulus. Thuốc trị nó thì cũng giống như là trị bệnh trùng mỏ neo á, thì mình có thể sử dụng là mazoten nè, hoặc refis, hoặc là bột dimilin. Đây là 3 cái loại thuốc có thể trị được cái bệnh rận biển. Tiếp theo đó là một nỗi kinh hoàng của cá vàng nữa, đó là bệnh nấm trắng. Bệnh nấm trắng đối với cá vàng thì nó rất là tội luôn á, bởi vì nó khiến cho cá kiểu giống như là nổi hết khắp người luôn, và nó sẽ dính vào trong cơ thể của cá, khiến cho cá rất là ngứa. Và với cái loại ký sinh trùng này, nó sẽ có tên khoa học là như sau. Và biểu hiện của nó thì rất là dễ thấy, đó là nó sẽ có nhiều cái đốm trắng và đường kính khoảng chừng 5 mm, và mình có thể nhìn thấy được ở bên ngoài của cơ mặt, bề mặt cơ thể của cá, nó sẽ dính vào mang và vây đuôi. Cũng có vài những cái triệu chứng khác khiến cho mình nhầm lẫn giữa bệnh nấm trắng với những cái loại triệu chứng bệnh khác, ví dụ như là do là cá trống đang trong cái thời kỳ sung mãn, hoặc là do mụn của cá. Thì mình cũng có một cái video mà mình rất là tâm đắc luôn, đó là phân biệt bệnh nấm trắng với những cái triệu chứng khác dễ nhầm lẫn với bệnh nấm trắng, thì mình để ở bên phía tay phải trên thì các bạn có thể xem nha. Tuy nhiên đối với bệnh nấm trắng thì mình có thể trị bằng xanh methylene nè, hoặc là cái chất mazoten, hoặc là một cái chất nữa, đó là nó có tên là malachite green, có nghĩa là chất xanh malachite. Thì cái đó với cái loại mà xanh malachite này á, hình như là nó đang bị cấm sử dụng, nên là mình có thể trị bằng xanh methylene hoặc là mazoten. Mình cũng có một cái video clip chia sẻ về cách chữa bệnh nấm trắng, mình sẽ để phía trên, các bạn có thể tham khảo nha. Tiếp theo nữa đó là một cái loại sán, nó có tên là, tên khoa học của nó là Dactylorhis với lại là Chirodactylus. Thì cái nguyên nhân á, nó cũng là do cái loại sán của 2 cái tên này, cái sán có tên này gây nên luôn. Và các bạn nhìn nè, nó là một cái
nó khiến cho cái bề mặt cơ thể của cá sẽ có một cái màng nhầy màu trắng, và nó sẽ kiểu sợ sợ như vậy nè, nó sẽ nhúc nhích như vậy. Đây là một cái view clip nói về cái sự chuyển động của cái loài sáng này, và nó khiến cho cá rất là khó chịu và nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của cá, nên là các bạn phải thực sự chú ý và quan sát cá thật là kỹ. Các bạn thấy nó rất là nhỏ nên mình rất là khó để có thể nhìn thấy được nó. Tuy nhiên nếu mà các bạn nuôi cá mà các bạn quan sát mỗi ngày, các bạn thấy cá lờ đờ và các bạn nhìn vào cơ thể của cá thì rất là dễ nhận thấy cái loại sáng này. Và thuốc để chữa trị cái loại sáng này đó là thuốc tím. Thuốc tím thì hiện nay Đam Mê các bạn cũng có bán, các bạn có thể mua ủng hộ mình nha. Tiếp theo đó là một loại ký sinh nó có tên là Trichodiniasis, hình như là đọc là như vậy, và nó sẽ xuất hiện ở trên mang cá và nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của cá. Nó sẽ đóng một cái lớp nhầy ở trên bề mặt cơ thể và nó tiết nhiều cái chất nhầy ở mang và khiến cho cá nó sẽ hô hấp rất là khó khăn và dẫn đến cho cá chết nếu mà tình trạng là bị nặng. Nên là các bạn có thể quan sát cái mang của cá, các bạn có thể đối với những chú cá mà khỏe mạnh đó, khi mà các bạn cầm vào chú cá các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là mướt và nó sẽ không có một cái độ nhầy nào trên đó cả, nên rất là dễ cho chúng ta quan sát. Và thuốc để điều trị cái loại này á, thì mình sẽ điều trị bằng thuốc tím hoặc với lại kết hợp với lại ngâm muối khoáng thì nó sẽ dần dần cho cá phục hồi và nó sẽ diệt được cái loại ký sinh này. Tiếp theo là một loại bệnh mà cũng là nỗi kinh hoàng của cá với cả người đối với các bạn nuôi cá nữa, đó là bệnh nấm mây, và nó được gây ra bởi cái loại ký sinh trùng là Aegypthalis. Và cái triệu chứng là trong giai đoạn đầu trên bề mặt cơ thể sẽ xuất hiện những cái đốm trắng có kích thước là bằng hạt gạo, và khi cái triệu chứng của nó, bệnh của nó tiến triển thì cơ thể của cá sẽ bị tổn thương và mô cơ sẽ bị phá hủy và kiểu như là cá sẽ bị lở loét luôn. Và để mà điều trị á, thì đối với cái căn bệnh nấm mây á, mình có thể điều trị bằng Sanmethilin nè, hoặc là cái loại mà Eprin này, thì cái loại Eprin này là cái loại thuốc được nhập từ Nhật Bản. Hiện tại thì mình cũng đang xem là ở Việt Nam có bán hay không, mà mình cũng cũng chưa tìm được thông tin là ở Việt Nam có bán. Tuy nhiên thì mình có thể chữa bằng Methylene hoặc là bằng cái chất gọi là Rimalastit. Nhưng mà cái chất Rimalastit đó thì chắc là đối với các bạn nằm ở gần chợ Kim Biên thì mới có thể mua được á, tại vì hình như cái loại này nó cũng bị cấm, và mình có thể dùng là cái chất Mazoten hay là những cái loại thuốc có thể chữa cái bệnh nấm mây. Cuối cùng là một cái loại ký sinh trùng có hình dạng như thế này và nó sẽ nổi ở trên mang của con cá. Các bạn nhìn thấy nó rất là sợ đúng không? Đây là một cái loại ký sinh ở mang. Thì là cái cá thể màu đốm trắng này nó sẽ xuất hiện ở trên bề mặt cơ thể và mang của cá. Và khi ký sinh này trên mang á, nó sẽ phát triển và ký sinh sẽ khiến cho cá chết do suy giảm khả năng hô hấp. Đối với cái bệnh này thì hiện tại là không có một cái loại thuốc nào hữu hiệu cả. Nên mình có thể khử trùng nước nuôi cá bằng cách là dùng đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím và chờ cho cá lành tự nhiên. Đối với cái bệnh này, đây là cái dấu hiệu, cái hình mà các bạn có thể quan sát để biết được là cá của bạn đang đang mắc phải cái loại ký sinh trùng này. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn tất cả là 7 cái loại ký sinh trùng có thể xảy ra ở cá vàng. Thì mỗi một loại ký sinh trùng nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Mình cũng đã có chia sẻ ảnh, các bạn có thể căn cứ vào đó để biết được rằng là chú cá của mình đang mắc phải cái ký sinh trùng nào, và mình có thể sử dụng cái loại thuốc thích hợp với cái loại ký sinh trùng đó. Tất nhiên á, nếu mà chúng ta dùng thuốc liền á, đánh thuốc liền á, thì có thể khả năng rất cao, và không phải là có thể luôn á, mà mình thấy là hầu hết nếu mà chúng ta đánh thuốc ngay từ lần đầu tiên chữa bệnh cho cá thì cá rất là dễ bị sốc. Nên mình có một cái video clip gọi là khi mà chú cá vàng của mình bị bệnh á, thì mình cần phải làm gì, sẽ có những bước cho các bạn tham khảo, và sẽ có những bước chúng ta sẽ tăng tăng như ví dụ như là cá vừa mới bị yếu, chúng ta phát hiện là chú cá đang bị cái bệnh đó thì mình sẽ tách ra và mình sẽ cho ngâm muối, và ngâm muối một ngày hoặc là nửa ngày, và sau đó thì mình sẽ dùng thuốc để điều trị kết hợp với muối để điều trị, thì khi như vậy chú cá của mình sẽ không có bị gọi là sốc thuốc. Nên là các bạn cần phải lưu ý cái cách để chúng mình chữa bệnh cho cá theo đúng cái quy luật tự nhiên của nó để cho chú cá không bị sốc.
Video hôm nay thì mình nghĩ là cũng khá là dài rồi. Ở video lần sau á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các loại vi khuẩn gây bệnh cho cá vàng, và cũng như video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ luôn các loại thuốc để mình có thể điều trị cho chú cá của mình tương ứng với các loại vi khuẩn khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.